Chào mừng bạn đến với sách nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Ăn ngủ làm việc lặp lại. Sách nói về 30 mẹo để mang lại niềm vui cho công việc của bạn. Quyển sách này dành cho ai? TK Book muốn gửi đến những bạn trẻ hoặc tất cả ai đã đang làm việc trong thế giới hiện đại như ngày nay. Theo một ước tính, trí tuệ nhân tạo AI có thể khiến một nửa số công việc lỗi thời vào năm 2035. Để bảo vệ sinh kế của họ, nhân viên nên chấp nhận những công việc sáng tạo mà AI không thể thay thế. Nhưng sự kết nối liên tục làm mất đi sự sáng tạo và niềm vui của người lao động. Vì vậy, ông Bờ Zuzai, phó chủ tịch châu Âu của Twitter, phân tích rất nhiều nghiên cứu và đề xuất một giải pháp gồm 3 thành phần: tiếp thêm năng lượng, đồng bộ hóa và cùng tương tác lại. Ông đưa ra các mẹo để tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc hơn nhằm thúc đẩy và hoàn thành công việc của nhân viên. Giới thiệu về tác giả, phó chủ tịch châu Âu của Twitter, ông Bờ Zuzai, tổ chức podcast kinh doanh ăn ngủ làm việc lặp lại. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Sau đây là bản sách tóm tắt do cộng sự TK Book thực hiện. Đầu tiên phải đề cập đến trí tuệ nhân tạo, AI và khả năng kết nối liên tục mang lại niềm vui cho công việc. Nhà báo Ann-Helen Petersen gọi nhóm thuần tập trẻ nhất của lực lượng lao động ngày nay là thế hệ kiệt sức vì nhiều chuyên gia trẻ tin rằng họ phải làm việc không ngừng, một trạng thái làm tăng căng thẳng và cản trở năng suất. Sai lầm rằng nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng thời gian dài hơn sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn. Trên thực tế, một tuần làm việc ngắn hơn tương quan với lợi nhuận lớn hơn, bởi vì nhân viên lãng phí ít thời gian hơn để làm việc không hiệu quả. Làm việc lâu hơn không làm cho các công ty có nhiều lợi nhuận hơn. Thời gian dài hơn có thể khiến chúng ta cảm thấy như mình đang làm nhiều hơn, nhưng chúng ta đạt được ít hơn với mỗi giây làm việc thêm vất vả. 3. Hai hiện tượng đương đại, kết nối liên tục và trí tuệ nhân tạo, AI, đang có tác động sâu sắc đến văn hóa làm việc. AI có thể khiến khoảng một nửa số công việc hiện tại trở nên lỗi thời vào năm 2035. Để giữ được việc làm trong nền kinh tế mới, nhân viên phải tập trung vào công việc sáng tạo, thông minh, công việc mà AI không thể thực hiện. Đồng thời, kết nối liên tục thúc đẩy căng thẳng và kiệt sức. Điều này làm nhân viên cạn kiệt sức sáng tạo mà họ cần để phát triển trong thế giới AI. Để tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc hơn, viên mãn hơn, nhân viên phải nạp năng lượng, các nhóm phải đồng bộ hóa và văn hóa làm việc phải tạo ra tiếng vang. Những người lao động vẫn cắm đầu vào công việc, ngay cả trong thời gian ngừng hoạt động, sẽ vắt kiệt sức lực và sự sáng tạo của họ. Nhưng nếu nhân viên nghỉ ngơi và nạp năng lượng đầy đủ ở nhà, họ sẽ mang lại một nguồn năng lượng tươi mới cho nơi làm việc. Sự vắng mặt của sự phân tâm dẫn đến yên tĩnh dẫn đến dòng chảy dẫn đến sự tiến bộ dẫn đến sự hài lòng. 27. Niềm vui có thể lộ ra khỏi nơi làm việc khi nhân viên không tin tưởng hoặc hợp tác tốt với nhau. Tuy nhiên, khi văn hóa làm việc nuôi dưỡng sự sáng tạo, năng lượng và năng suất, các công ty và nhóm phát triển một sự tương tác vui vẻ, tương tác. Thứ hai, để tập trung và tránh kiệt sức, hãy sạc lại pin. Công nhân của Hoa Kỳ phải nạp năng lượng và phục hồi để tránh kiệt sức, chống lại những tác động tiêu cực của kết nối không ngừng bằng cách bắt đầu ngày mới của bạn với công việc sâu sắc. Nhà văn Cal Newport mô tả nỗ lực tập trung, không bị phân tâm là công việc sâu sắc. Một hoặc hai ngày mỗi tuần, hãy thiết lập một khu vực không bị phân tâm, cho dù bạn làm việc tại nhà hay tại văn phòng. Đăng tắt thông báo, theo giáo sư Tom Jackson của Đại học Lubozu, email tạo ra trung bình 96 lần gián đoạn mỗi ngày. Những gián đoạn này có thể tạo ra các triệu chứng của rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD và làm giảm khả năng thực hiện các công việc đòi hỏi trí nhớ hoạt động của bạn. Ẩn thông báo qua email. Tạo định mức mới, mọi người thường giao tiếp không ngừng nghỉ. Đặc biệt, người lao động toàn cầu ở các múi giờ khác nhau cảm thấy áp lực khi phải theo dõi tin nhắn liên tục. Trao dồi văn hóa công ty, trong đó giao tiếp là có chủ đích và luôn phản ánh trước khi phản hồi bất kỳ hành động nào. Tôn trọng những ngày cuối tuần, không khuyến khích giao tiếp kỹ thuật số vào cuối tuần để cho người lao động có thời gian tái tạo năng lượng. Tập trung vào một việc tại một thời điểm, các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard phát hiện ra rằng những người có suy nghĩ vẩn vơ trong ngày làm việc của họ ít hạnh phúc hơn những người tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm. Các nhà nghiên cứu của Đại học Warwick phát hiện ra rằng những người hạnh phúc có năng suất cao hơn những người không hạnh phúc, không khuyến khích đa nhiệm. Để mọi người đeo tai nghe, một số nơi làm việc cấm tai nghe, nhưng đây là một chiến lược đối phó lành mạnh cho những người muốn ít bị phân tâm hơn. Thứ ba, vấn đề làm việc quá sức sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Làm việc quá sức tạo gánh nặng lên tâm trí và thể chất của người lao động. Alexander Jamisel đã nghiên cứu cách làm việc căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến các nhân viên ngân hàng đầu tư, những người làm việc 15 giờ mỗi ngày khi bắt đầu sự nghiệp và tìm thấy mối tương quan giữa làm việc quá sức và các cơn hoảng sợ, mất ngủ, rụng tóc do căng thẳng, thay đổi cân nặng và các tình trạng như vậy như bệnh tiểu đường, ung thư, các vấn đề về tim và rối loạn chức năng nội tiết và hệ thống miễn dịch. Các nhân viên ngân hàng cũng phải chịu hậu quả về sức khỏe tâm thần, bao gồm nghiện ma túy,
lo lắng, trầm cảm và giảm khả năng đồng cảm. Khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, sự khéo léo thường vượt ra ngoài cửa sổ. Thay vào đó, chúng tôi nương tựa vào bất cứ thứ gì có vẻ hiệu quả lần trước. Chúng tôi lặp lại hơn là đổi mới. 8. Người lao động Mỹ cảm thấy sự cô đơn ngày càng gia tăng khi họ thiếu những kết nối có ý nghĩa tại nơi làm việc. Bảo vệ sức khỏe của bạn và nạp năng lượng bằng cách làm việc ít hơn, thời gian ngắn hơn thường dẫn đến năng suất cao hơn số giờ làm việc dài hơn. Đó là lý do tại sao các công ty như Lark chấp nhận một đặc tính làm việc chăm chỉ và về nhà, trái ngược với việc khuyến khích mọi người ở lại làm việc với chi phí cuộc sống cá nhân của họ. Một phân tích của Economist năm 2013 cho thấy năng suất cao tương quan với các quốc gia có công dân làm việc ít nhất. Một thí nghiệm xã hội ở Thụy Điển cho thấy những người làm việc 6 giờ mỗi ngày được cải thiện sức khỏe, tăng năng suất và ít vắng mặt hơn những người làm việc 8 giờ mỗi ngày. Đừng vội vã và tạo khoảng trống để không làm gì cả. Hầu hết người lao động tin rằng họ không thể hoàn thành mọi thứ trong danh sách việc cần làm của họ. Bận rộn không có nghĩa là bạn đang đạt được nhiều thành tựu hơn. Cho bản thân thời gian để không làm gì cả. Ngủ ngon. Các nghiên cứu cho thấy mọi người không thực hiện tốt công việc của họ khi thiếu ngủ. Bác sĩ và quân nhân mắc nhiều lỗi hơn và y tá thể hiện kỹ năng ra quyết định kém hơn khi họ thiếu ngủ. Tuân thủ một giờ đi ngủ đều đặn và hạn chế uống rượu trước khi ngủ. Thay đổi tư duy của bạn. Tạo môi trường làm việc chỉ có kết quả tập trung vào các mục tiêu rõ ràng, ngắn hạn hơn là dành thời gian tại văn phòng. Hãy thử đi dạo trong các cuộc họp thay vì ngồi xuống. Các nhà nghiên cứu Marzilios Pezor và Daniel A. của Đại học Stanford phát hiện ra rằng hơn 80% những người tham gia nghiên cứu có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn sau khi đi dạo. Đi bộ kích thích tư duy phân kỳ, những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, trái ngược với tư duy hội tụ, những suy nghĩ dẫn đến các giải pháp tiêu chuẩn. Nghỉ trưa, chỉ mùng 1 tháng 5 công nhân Mỹ cảm thấy họ có thể nghỉ trưa bình thường. Nhiều người ăn ngay tại bàn làm việc của họ, ở lại văn phòng thay vì nghỉ ngơi dẫn đến kiệt sức. Hãy thử ăn trưa với những người bạn thích. Điều này giải phóng chất endorphin và làm tăng hạnh phúc của bạn. Điều quan trọng thứ 4 chính là truyền cảm hứng cho nhóm của bạn bằng cách kết nối với động lực bên trong của mỗi thành viên. Nhà nhân chủng học Robert Dunbar đã nghiên cứu động lực học của nhóm và kết luận rằng khi một nhóm vượt quá 150 người thì sự tin tưởng và hợp tác là sai lầm. Để xây dựng sự gắn bó, đừng cố gắng tạo ra một nền văn hóa làm việc đồng nhất cho tất cả người lao động. Xây dựng các nhóm nhỏ tin cậy lẫn nhau và có thể tự chủ giải quyết các trách nhiệm cá nhân bằng cách làm cho họ cảm thấy đặc biệt. Hiệu quả các nhà lãnh đạo cung cấp cho các thành viên trong nhóm cảm giác thân thuộc với xã hội và kết nối sâu sắc với đồng nghiệp của họ. Điều này dẫn đến tăng động lực. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được thuộc về. Chúng tôi mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng hơn và cộng tác nhiều hơn khi chúng tôi đồng bộ hóa với nhau 128. Để tăng mức độ tương tác, hãy hiểu điều gì thúc đẩy các thành viên trong nhóm của bạn. Động lực bên trong, làm điều gì đó vì bạn thích thú, thúc đẩy sự sáng tạo, động lực bên ngoài. Chẳng hạn như lời hứa về phần thưởng bằng tiền, cản trở sự sáng tạo. Nhà văn Daniel Pink nói rằng bạn có thể khai thác động lực nội tại khi bạn khao khát quyền tự chủ, làm chủ và có mục đích. Nhà tâm lý học Adam Grzan cho rằng niềm tự hào đến từ việc người khác tôn trọng công việc của bạn và coi đó là công việc đáng giá cũng rất truyền cảm hứng. Ý thứ 5, tăng mức độ tương tác bằng cách tăng cường đồng bộ hóa. Khi đồng bộ hóa có mặt, mọi người sắp xếp và kết nối với nhau bằng sự đồng cảm. Điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống là cái chết và những cuộc gặp gỡ. Nhưng hãy mạnh dạn trở thành tác nhân của sự thay đổi trong văn phòng của bạn 149. Tăng cường đồng bộ hóa bằng cách suy nghĩ lại thói quen uống cà phê của bạn, những tương tác nhỏ định hình những ý tưởng và dự án lớn, đặt máy pha cà phê của bạn một cách chiến lược. Ví dụ, nếu bạn muốn một nhóm nói chuyện nhiều hơn với một nhóm khác, hãy di chuyển máy pha cà phê giữa hai nhóm. Xây dựng đồng bộ hóa bằng cách đề xuất mọi người cùng nhau nghỉ giải lao. Thay đổi cách tiếp cận các cuộc họp, cắt giảm một nửa thời gian họp để khuyến khích các cuộc thảo luận tập trung hơn. Các cuộc gặp gỡ thúc đẩy mối quan hệ tin cậy. Vì vậy, hãy cân nhắc tổ chức một cuộc họp chỉ để giao lưu. Ví dụ công nhân cùng ăn pizza để truyền cảm hứng cho cuộc trò chuyện cởi mở. Khuyến khích tiếng cười trong văn phòng. Tiếng cười hình thành mối liên kết và xây dựng niềm tin. Điều này tạo ra cả khả năng phục hồi và tính tích cực. Cười kích thích con quay thái dương vượt trội trong não, kích hoạt khi bạn nảy ra những ý tưởng sáng tạo. Làm cho việc giới thiệu trở nên thú vị hơn. Giáo sư Jan Kaber của trường kinh doanh London đã nghiên cứu các kỹ thuật giới thiệu và kết luận rằng định hướng giới thiệu thành công nhất đòi hỏi những người lao động mới phản ánh về tài năng độc đáo của họ và khoảng thời gian họ thích sử dụng những khả năng đó. Có phong cách lãnh đạo mạnh mẽ, những người sếp tốt luôn ủng hộ và có kiến thức đồng cảm về công việc mà nhóm của họ thực hiện. Những người quản lý đổ lỗi cho những sai lầm của người lao động. Điều này làm tăng thêm mức độ căng thẳng và tiêu cực không lành mạnh cho cuộc sống của người lao động. Cho mọi người không gian, các phiên động não nhóm khơi dậy các đề xuất sáng tạo. Nhưng việc thực hiện những ý tưởng này đòi hỏi sự tập trung của từng cá nhân, cho mọi người không gian yên tĩnh mà họ cần để phát triển những ý tưởng mới. Thứ 6, hãy cung cấp cho nhóm của bạn sự cân bằng phù hợp về tâm lý an toàn và ảnh hưởng tích cực. Tạo sự tương tác qua lại, sự gắn bó và tích cực tại nơi làm việc.
bằng cách thúc đẩy một môi trường mà người lao động cảm thấy an toàn về mặt tâm lý. Ngoài ra, hãy trau dồi ảnh hưởng tích cực của bạn, xu hướng trải nghiệm tâm trạng tích cực và có cái nhìn tích cực. Các đội có tâm trạng phấn chấn và cũng thoải mái nói lên suy nghĩ của mình thì không thể nào khuất phục được. Dòng chảy ý tưởng, không có gì trông như thể nó có thể cản đường họ 215. Nếu không có sự cân bằng giữa an toàn tâm lý cao và ảnh hưởng tích cực, người lao động có thể tham gia vào một tư duy hướng tới sự sống còn. Họ sợ phải đưa ra các quyết định tự chủ và lựa chọn từ quan điểm phòng thủ. Họ trải qua sự cô lập, niềm tin bị xói mòn và động lực giảm sút. Tạo ra một môi trường làm việc năng suất, đầy động lực. 10 hành động này tiếp sức cho Bắp di truyền cảm hứng cho các nhóm làm việc tốt nhất của họ. 1. Lên khung các thách thức khi các vấn đề mà các nhóm cùng nhau giải quyết. Vượt qua nỗi sợ hãi khi nói tôi không biết và khuyến khích nhóm của bạn cùng nhau tìm ra các giải pháp sáng tạo. 2. Đừng ngại xin lỗi, tạo một môi trường để bạn có thể làm và học hỏi từ những sai lầm. Lãnh đạo bằng cách thừa nhận sai lầm của bạn và không bao giờ tuân theo lời xin lỗi với một cái cớ. 3. Giữ các nhóm nhỏ, các nhóm hiệu quả nhất chỉ chứa 8 hoặc 9 người. Giữ cuộc họp càng nhỏ càng tốt bằng cách chỉ mời những người thực sự cần thiết có mặt ở đó. 4. Giữ các cuộc thảo luận về các vấn đề, không phải con người. Để đảm bảo các thành viên trong nhóm của bạn cảm thấy an toàn về mặt tâm lý, hãy hướng các cuộc thảo luận tránh khỏi những phán xét về nhau. Thay vào đó, hãy giải quyết những thách thức cụ thể. 5. Tạo thời gian cho sự đổi mới. Cân nhắc tổ chức tuần lễ sáng tạo hoặc ngày sáng tạo 6 tháng một lần để nhóm của bạn thoát khỏi thói quen và khơi dậy những ý tưởng sáng tạo. 6. Không sử dụng điện thoại tại các cuộc họp. Những người đặt điện thoại của họ ra xa hoặc để chúng cúi mặt hoạt động tốt hơn những người có điện thoại làm họ phân tâm. Các cuộc họp khăng khăng chỉ bao gồm các tương tác trực tiếp. 7. Tìm các thành viên trong nhóm từ các nguồn gốc khác nhau. Việc không xây dựng được các nhóm đa dạng sẽ làm suy yếu sự thành công. Các công ty nằm trong top 25% về sự đa dạng chủng tộc và sắc tộc nhận thấy lợi nhuận tài chính lớn hơn mức trung bình. 8. Đừng để một giọng nói chi phối các cuộc họp. Các nhà nghiên cứu từ MIT, các Carnegie Mellon và Union College phát hiện ra rằng các nhóm thành công mở các cuộc họp với nhiều giọng nói, trái ngược với việc để một hoặc hai người có quyền lực điều khiển cuộc trò chuyện. Bắt đầu cuộc họp của bạn một cách im lặng và để mọi người đọc tài liệu thảo luận thay vì yêu cầu ai đó mở đầu bằng một bài thuyết trình. 9. Sắp xếp tiền hành xác, nuôi dưỡng một nền văn hóa tò mò thưởng cho việc đặt câu hỏi. Mời nhóm của bạn tưởng tượng các kết quả tiêu cực có thể xảy ra trước khi chúng xảy ra trong các cuộc thảo luận về chiến lược nhiên liệu. 10. Tạo bầu không khí thoải mái, tiếng cười và tâm lý an toàn nuôi dưỡng một nơi làm việc tích cực. Để tạo sự tương tác, hãy nuôi dưỡng một môi trường tôn vinh sự hài hước. Cảm ơn bạn đã nghe sách bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có nhớ được một trong các ý chính sau không? Bạn có thể bình luận vô YouTube hoặc Facebook. Trí tuệ nhân tạo, AI và khả năng kết nối liên tục mang lại niềm vui cho công việc. Để tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc hơn, viên mãn hơn, nhân viên phải nạp năng lượng, các nhóm phải đồng bộ hóa và văn hóa làm việc phải tạo ra tiếng vang. Để tập trung và tránh kiệt sức, hãy sạc lại pin. Làm việc quá sức dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Truyền cảm hứng cho nhóm của bạn bằng cách kết nối với động lực bên trong của mỗi thành viên. Tăng mức độ tương tác bằng cách tăng cường đồng bộ hóa. Cung cấp cho nhóm của bạn sự cân bằng phù hợp về tâm lý an toàn và ảnh hưởng tích cực. Tạo ra một môi trường làm việc năng suất, đầy động lực. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Bạn có thể nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.